Quỳnh Hương xin được chào đón quý vị và các bạn đang đến với chuỗi bài về dám thay đổi Dare to Change, một dự án truyền cảm hứng sống tích cực và tốt đẹp của nhà Make Quy Inspiration. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay tụi mình sẽ đến với bài thứ 8. Đây cũng là ngày mà chúng ta chạm đến chữ cái thứ 8 trong bảng chữ cái tiếng Anh, đó là chữ H, chữ H. Và cái từ khóa mà Quỳnh Hương lấy ra từ chữ H này đó chính là chữ Hurt, là tổn thương. Và ở đây chúng ta sẽ cùng nhau thẳng thắn mà nhìn nhận đi có ai chưa từng ít nhất một lần bị tổn thương sâu sắc ở trong lòng à, như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng cái chuyện tổn thương nó là một cái điều cũng phổ biến thôi cũng bình thường thôi và ai cũng có một lần vài lần bị tổn thương cả tuy nhiên nếu như mà chúng ta cứ để cho chúng ta dễ dàng bị tổn thương thì đó là lúc chúng ta cho phép mình cứ đắm chìm mãi ở trong cái dòng năng lượng tiêu cực mất rồi. Vậy thì làm sao để có thể nhận diện ra được là chúng ta có thể là một cái loại người dễ tổn thương hay không? Thì mình sẽ phải nhìn nhận ha. Quỳnh Hương hay nhìn vào trong cái góc nhìn về nhân số học. Thì đặc biệt là nhân số học mô tả rằng những người mà bị trống cái số 258, tức là mũi tên trống 258 trong biểu đồ ngày sinh thì rất là dễ bị tổn thương. Tuy nhiên cũng không phải chỉ có những con người mà trống 258 thì mới dễ tổn thương đâu ạ. À. Quỳnh Hương nhìn thấy nhiều lắm. Nhất là những cái bạn mà có nhiều những cái con số chỉ cảm xúc như nhiều số 6 quá nè. Hoặc là không có số 6 nè, cũng rất là dễ bị đau khổ ha, tổn thương nè. Rồi thậm chí các bạn có thể rất nhiều những cái con số 7, nhiều số 5 chẳng hạn các bạn cũng khó mà sống an hòa được. Vậy thì nếu mà nhìn theo cái góc nhìn đó thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì để cho chúng ta sẽ không dễ dàng bị tổn thương như ngày trước đây nữa. Nếu mà nói theo những cái hoạt động có thể làm cho ta thay đổi cái lối sống của mình thì Huỳnh khuyên cả nhà mình chúng ta sẽ tăng cường cái việc sống giữa thiên nhiên. Khi mà chúng ta sống giữa thiên nhiên, chúng ta được ôm ấp bởi cái dòng khí lành của thiên nhiên nè, chúng ta có thêm năng lượng từ mặt trời nè từ gió biển nè hoặc là từ không khí núi hoặc đơn giản chỉ là những cái cành cây ngọn cỏ thôi thì chúng ta cũng cảm thấy là chúng ta là một phần của thiên nhiên và lúc đó chúng ta không có đơn độc. Cái thứ hai là chúng ta sẽ nên uh, tập quán chiếu mỗi ngày về cái sự hiểu và thương. Khi mà chúng ta tổn thương là lúc mà chúng ta không hiểu về cái người đang đem tới tổn thương cho mình. Còn nếu mà mình hiểu là người ta phải có một cái loại nỗi khổ nỗi khó nào đó thì người ta mới trút cái nỗi khổ nỗi khó đó cho mình và tự nhiên mình cảm thấy người ta đáng thương hơn là đáng giận thì lúc đó chúng ta sẽ bớt đi cái cảm giác tổn thương ở trong lòng thứ ba là chúng ta sẽ nhận chân được cái giá trị của bản thân như quỳnh hương hay nói với các bạn học viên của các khóa học về quản trị cuộc sống với nhân số học á khi bạn nhìn ra bạn là một con người đặc biệt thì bạn sẽ không còn cảm thấy thiếu tự tin hay tuổi thân hay bị bất kỳ một cái cảm giác nào để có một cái cảm giác về mình thấp kém thua xúc người ta để rồi từ đó dẫn đến cảm giác dễ tổn thương nữa mình là một con người tự tin nè hòa ái nè và mình giống như là mình là một cái bình năng lượng đầy thì lúc đó cái mà mình đang tỏa ra cho mọi người là năng lượng lành và yêu thương một cách chủ động và tích cực chứ mình không ở một vị trí thấp để tối ngày mình cứ vào chỗ trũng á, thì cứ đón nhận hết bao nhiêu cái năng lượng tiêu cực của người khác chảy xuống mình các bạn ha vậy thì khi mà chúng ta đã gọi là muốn bước ra khỏi cái cảm giác dễ tổn thương thì chắc chắn các bạn sẽ phải có những cái thay đổi trong suy nghĩ và trong hành động và cuối cùng cái điều mà làm cho các bạn có thể tĩnh tâm nhìn nhận mọi vấn đề sáng suốt hơn minh mẫn hơn không bị dẫn dắt bởi cảm xúc nhất thời đó là các bạn hãy nên dành thời gian để ngồi tĩnh tâm hoặc là thiền tập mỗi ngày khi các bạn có hành thiền tự nhiên tâm trí các bạn rỗng lặng và khi tâm trí các bạn rỗng lặng thì tự nhiên mọi chuyện nó đến và nó đi, nó không còn là một cái điều quá là gọi là trách nhiệm đối với chúng ta nữa ha. Chưa kể là thông qua việc thiền tập thì trí tuệ của chúng ta sẽ sáng lên, chúng ta sẽ biết rằng cái việc dễ tổn thương là một trong những cái điều mà gọi là ngớ ngẩn nhất trên đời nếu chúng ta cứ để cho chúng ta dễ tổn thương như vậy ha gửi niềm lành cho tất cả và quỳnh mong cả nhà mình ngày hôm nay sẽ có một ngày thật là an vui và không có ai bị tổn thương cả chúng ta sẽ chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhau trong cái buổi ngày mai nha